Đến thời điểm hiện tại, ban quản lý sân Tam Kỳ vẫn chưa tiến hành nâng cấp dàn đèn chiếu sáng theo yêu cầu từ VPF. Mặc dù trước đó đã có thông tin, công việc này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 11. Với việc chậm triển khai nâng cấp dàn đèn cho sân Tam Kỳ, câu lạc bộ Quảng Nam sẽ tiếp tục phải thuê sân Hòa Xuân tại Đà Nẵng để làm sân nhà trong mùa giải 2023-2024. Trước đó, vì dàn đèn của sân Tam Kỳ không đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu 1.200 lux cho các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, VPF đã từ chối cấp phép cho câu lạc bộ Quảng Nam sử dụng sân vận động này và phải thuê một sân khác đạt tiêu chuẩn làm sân nhà.